Thông minh nhất nam tử, yếu vị thiên hạ kỳ. Phận nam nhi có trí có tài thì hãy đeo một khát vọng với non sông. Nhắc đến Messi, người ta nhắc đến cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhắc đến Messi, người ta nhắc đến 7 quả bóng vàng, 6 chiếc giày vàng châu Âu và vô vàn những danh hiệu cá nhân cũng như tập thể khác. Nhắc đến Messi, người ta phải sử dụng cụm từ GOAT, The Greatest of All Time như một cách để thể hiện sự tôn trọng trước sức thống trị tuyệt đối của anh trong thế giới bóng đá. Thế nhưng, người ta cũng chẳng bao giờ có thể quên được những thất bại cay đắng của anh khi khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia Argentina, những thất bại khiến cho sự nghiệp của huyền thoại sống này chưa bao giờ trở nên hoàn hảo. Gọi những hành trình kỳ World Cup của Messi là một chuỗi những bi kịch, có lẽ cũng chẳng sai khi mà trong 3 kỳ World Cup liên tiếp diễn ra vào các năm 2006, 2010 và 2014, Messi thời trẻ liên tiếp phải đụng độ đội tuyển Đức hùng mạnh và để thua liên tiếp với đủ các kịch bản. Thua sát nút cũng có, thua đậm 0-4 cũng có và thua trên chấm phạt đền cũng có. Tới năm 2018, tưởng như đang đạt tới đỉnh cao, khi đó là thời điểm mà Messi hoàn thiện và cân bằng nhất về trình độ và kinh nghiệm, thì anh lại có một năm thi đấu tệ hại với trận thua ngược cho Roma tại Champions League và sau đó là thất bại trước đội tuyển Pháp tại World Cup. Người ta thường nói hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều. Và có lẽ câu nói này mô tả chính xác những gì mà fan của Messi và đội tuyển quốc gia Argentina phải trải qua trong suốt gần 2 thập kỷ vừa qua. Và rõ ràng ở kỳ World Cup cuối cùng của Messi, những fan hâm mộ trung thành nhất của anh và của bóng đá Argentina sẽ tiếp tục hy vọng. Hy vọng cho lần cuối của một huyền thoại sống. Argentina có nỗ lực không? Có đổi mới không? Chắc chắn là có, nhiều là đằng khác. Nhưng có lẽ đó vẫn là chưa đủ để gạt đi những nỗi đau khổ mà những người yêu Messi và yêu đội bóng Nam Mỹ này phải gánh chịu những năm qua. Argentina tại World Cup 2022 vẫn đầy rẫy những vấn đề, dẫu cho họ vừa mới vượt qua được Ba Lan ở vòng đấu cuối cùng và tiến vào vòng knockout với ngôi vị đầu bảng, gục ngã trước Ả Rập Xê Út đầy bất ngờ, vượt qua Mexico đầy nhọc nhằn trên đôi vai của Messi. Và chỉ cho đến ngày hôm qua, Argentina mới cho thấy một chút dáng dấp của một đội bóng đúng nghĩa hơn là một bộ mặt kiệt quệ, bế tắc và rời rạc. Như thường lệ, cứ mỗi khi Argentina có màn trình diễn tệ hại, thiên hạ lại bắt đầu quay sang hỏi nhau về Messi. Cũng đúng thôi. Kể từ thời điểm Messi bắt đầu hành trình vĩ đại để trở thành một huyền thoại sống, hai cái tên Messi và Argentina đã bắt đầu hòa làm một. Messi là Argentina và Argentina là Messi. Vậy, Argentina thi đấu tệ, còn Messi thì sao? Messi cùng Argentina đã giành được những chiến tích phải nói là vô tiền khoáng hậu cho đến trước World Cup 2022. Nếu đem so với các thế hệ Argentina trước đây, chiến tích vô địch Copa America và chuỗi bất bại 36 trận thực sự khiến cho các cổ động viên tin rằng Argentina cuối cùng cũng có thể biến Messi trở thành thứ vũ khí chết người, biến họ thành bất khả chiến bại. Không phải không có lý do để chúng ta tin vào điều đó. Scaloni đã biết cách tận dụng được triệt để Messi, để anh vừa có thể nhả đạn, vừa cường hóa được khả năng bắn phá của các vị trí khác. Ở trong sơ đồ 4-2-3-1, bộ não thiên tài của Messi được vận hành với năng suất tối đa ở vị trí số 10. Vai trò ghi bàn của Leo giờ đây đã không còn đè sụn vai anh như thời điểm World Cup 2014 hay 2018. Vậy nên Messi sẽ được thoải mái di chuyển rộng, nhận bóng và tạo ra điểm nổ từ mọi vị trí trên sân. Điểm nổ ấy có thể là một pha đi bóng không thể ngăn cản, hoặc một đường chọc khe sắc lẹm cứa cổ mọi hàng thủ mà anh phải đối mặt. Tuy nhiên, việc Messi gần như tịt ngúm trong trận đấu đầu tiên gặp Ả Rập Xê Út hẳn sẽ khiến khán giả cảm thấy ngã ngửa, thậm chí nghi hoặc với việc dùng người của Scaloni. Messi đá tiền đạo cấm, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Trong một ngày xấu trời, có vẻ như Scaloni bỗng dưng cảm thấy hoài niệm với những ngày tươi đẹp cũ của một Messi cỗ máy ghi bàn. Thế rồi ông hạ quyết tâm để Messi chơi trong vai trò của một số 9. Nhiều lúc khán giả có thấy Messi mất hút giữa một rừng cầu thủ áo xanh và không thể bứt lên được, bởi đơn giản trung lộ và vị trí cao nhất hàng công không dành cho anh. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Việc giao nhiệm vụ ghi bàn lên vai Messi còn khiến cho các cầu thủ khác bị liền đới. Lautaro Martinez, một tiền đạo có điểm mạnh là tận dụng khoảng trống và săn bàn khi đá đùa striker, bị lôi cổ khỏi vị trí yêu thích và bị giao tác vụ kéo khoảng trống cho Messi. Khốn khổ thay, El Toro chịu chết với nhiệm vụ này. Thế là Scaloni cùng lúc vứt tài năng của cả Lautaro và Messi vào xỏ rác. Còn Argentina nhận trận thua khiến cho họ chỉ muốn đào lỗ mà chui. Hình ảnh mà các bạn đang chứng kiến được cắt ra từ trận ra quân của đội tuyển Argentina khi mà Scaloni quyết định để cho Messi đá cao nhất hàng công, còn Lautaro buộc phải đá trái sở trường, chơi rộng và làm mồi nhử. Pha hút người của số 22 đã giúp mở ra khoảng không cho Messi xâm nhập sau lưng tuyển thủ Ả Rập Xê Út. Đổi lại, Martinez sẽ không thể phô diễn kỹ năng săn bàn của mình. Điều may mắn cho La Ambi Celeste là Scaloni không phải kẻ bảo thủ trì trệ. Ông ta nhìn ra ngay vấn đề của Messi và sự bí bách của toàn bộ đội tuyển Argentina với pha bắt cá trèo cây, bắt chim bơi lội của mình. Messi được trả về với vai trò sáng tạo quen thuộc của mình.
cùng với cặp pivot tạo thành một bộ ba kiểm soát hoàn toàn khu vực tuyến giữa trong trận gặp Mexico. Tuy nhiên, cho đến trước khoảnh khắc thiên tài cứu rỗi Argentina, mở ngoặc là như mọi lần, thì Argentina vẫn chơi cực kỳ bế tắc, dù cả Lautaro lẫn Messi đều đã được trở về vị trí yêu thích. Thế là các khán giả quay sang nhau tự hỏi, lại cái gì nữa đây? Đã đến lúc để chúng ta phơi bày vấn đề tiếp theo của Argentina, một hàng tiền vệ thiếu khả năng liên kết. Công bằng mà nói, nếu biết lắp ráp và sử dụng đúng cách, Argentina sẽ sở hữu một hàng tiền vệ xài ổn, thậm chí là tốt nếu họ có được sự trợ giúp đến từ Messi. Thế nhưng, một lần nữa, cái tên Scaloni lại được sướng lên bởi cách dùng người khiến chúng ta phải... Thôi, tôi cũng không biết phải dùng từ nào cho chuẩn nữa anh em ạ. Anh em mà cùng suy nghĩ với tôi thì cho video của tôi xin một like đi. Rồi tôi nói tiếp cho anh em nghe. Sở hữu hai trong số những tiền vệ được đánh giá cao nhất trong năm giải quốc gia hàng đầu châu Âu là Rodrigo De Paul và Leandro Paredes. Tuy nhiên, hai cầu thủ này gần như không đóng góp gì cho việc liên kết các tuyến. Ngược lại, cách Scaloni sử dụng De Paul và Paredes lại giống như ông ta đang bẻ đôi khối đội hình của Argentina hơn. Một trong hai tiền vệ, thường là Paredes, luôn được Scaloni kéo về ngang hàng với hai trung vệ để tăng cường quyền kiểm soát. Nếu không kéo Paredes về, thì Scaloni sẽ đẩy cao De Paul để số 5 thầu hết nhiệm vụ kết nối. Các bạn đã được thấy tình huống lên bóng đầu trận gặp Mexico của Argentina. Paredes hoàn toàn bị cô lập khỏi các đồng đội khi các cầu thủ Mexico đã cắt cử người theo rất sát số 5. Với chiếc cầu nối duy nhất đã bị cắt đứt, giờ đây Argentina buộc phải lên bóng qua biên. Tuy vậy, quyền kiểm soát ở 1/3 đầu sân hay quân số 1/3 giữa sân có nhiều đến mấy thì cũng vô dụng nếu như Argentina không thể lên bóng qua trục giữa. Không biết là Scaloni có tự hỏi điều đó hay không nữa. Tôi thì không cần biết ông ta nghĩ gì. Tôi chỉ cần biết là Scaloni đã để cho De Paul rơi vào thế cô độc mỗi khi đội nhà lên bóng. Rõ ràng tiền vệ số 7 không thể đá như một single pivot và thường xuyên ngộp thở trước những áp lực mà tuyến tiền vệ của Ả Rập Xê Út và Mexico tạo ra. Lần lại câu hỏi chúng ta đã đặt ra ở đầu. Tại sao thả Messi về đá số 10 và hạt tiền vệ đã có đủ sự hỗ trợ, nhưng Argentina vẫn bế tắc và tập tịt? Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng quan sát cách mà Argentina vây hãm khung thành của Mexico. Khán giả đã được thấy Argentina đẩy được đối thủ về phần sân nhà. Messi chơi rất sâu, gần với các tiền vệ, trong vai trò của một cầu thủ kiến thiết, trong khi Lautaro Martinez đang chờ đợi ở phía trên. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra sau đó. Là Albiceleste đưa bóng vòng quay sô-cô-la xung quanh khối thủ của Mexico mà không thể tìm ra cách xuyên thủng nó. Tâm bệnh của Argentina một lần nữa lại nằm ở hàng tiền vệ, khi hàng tiền vệ của họ hoàn toàn không có ai có khả năng nhận bóng ở khu vực giữa hai tuyến thủ của đối phương. Điều đó đồng nghĩa với việc Argentina không thể xé toạc hàng thủ Mexico bằng những đường xuyên tuyến nhắm thẳng vào khu vực between the lines. Đó gần như là cách duy nhất để Argentina có thể tạo đột biến, và họ không làm được. Và thế là, cùng cầu cứu Messi thôi. Anh em hãy cùng nhìn lên tình huống này đi. Messi lùi quá sâu, phía trên là De Paul, Martinez và Mark Allister. Đâu sẽ là lựa chọn chuyền bóng tạo đột biến đây? Có lẽ là chẳng có ai. Thậm chí nếu như bóng đến được với lựa chọn tốt nhất, De Paul hoặc Mark Allister, thì họ cũng khó xoay sở, thoát đi và kiến tạo cho Lautaro được. Cũng như hai vấn đề trước, lần này câu chuyện hàng tiền vệ của Argentina tiếp tục liên đới đến các khu vực khác trên sân. Lần này là câu chuyện tiền đạo cắm. Nhìn vào cái tên Lautaro Martinez xuất hiện ở danh sách ra sân chính thức, người ta lại cảm thấy yên tâm. Nhưng tôi thì không. Đặt Lautaro vào vị trí tiền đạo mũi nhọn là chính thức ký án tử cho một phần công lực của số 22. Nên nhớ rằng trong suốt quãng thời gian từ lúc bước lên sàn diễn đỉnh cao tới giờ, Lautaro đã gây dựng tên tuổi của mình với vị trí trong cặp tiền đạo. Các bạn còn nhớ chứ? Đã bao giờ các bạn thấy Lautaro thi đấu ổn định trong vai trò long striker chưa? Tôi thì chưa. Lautaro từng có Lukaku và Zeko chơi kế bên. Cả hai đều là mẫu tiền đạo biết chơi rộng, đã hy sinh vì anh ta. Còn ở Argentina, ai mới là người kéo khoảng trống cho Lautaro? Thậm chí Lautaro còn phải đi kéo khoảng trống ngược lại cho Messi, chứ đừng có nói là có ai làm điều đó cho Lautaro. Quay trở lại với tình huống trong trận đấu gặp Mexico, chúng ta được thấy Lautaro được đặt vào một trong những tình huống yêu thích nhất của các tiền đạo cắm, di chuyển so vai các trung vệ, hai tiền vệ di chuyển hai bên và sẵn sàng cho một pha chạy chỗ hay phối hợp. Tuy nhiên, không tình huống nào trong số đó xảy ra, đơn giản bởi làm gì có ai biết nhận bóng giữa hai tuyến hay dây dắt tạo đột biến đâu mà trông chờ. Còn Messi biết làm thì Messi ở tít phía dưới rồi còn đâu. Thế là Messi chọn phất dài vì chẳng còn đường nào khác. Chả nhẽ không có cách giải quyết nào hay sao? Có chứ, vấn đề là Scaloni có muốn làm hay không thôi. Cách giải quyết đơn giản nhất là kéo Di Maria vào, bởi số 11 là người duy nhất có thể làm cả hai tác vụ nhận bóng giữa hai tuyến và dây dắt tạo đột biến khi Messi vắng mặt nơi tuyến trên. Di Maria sẽ làm nhiệm vụ kiến tạo và Lautaro ít nhất sẽ có cơ hội nổ súng. Đó là còn chưa nói đến việc kéo ngôi sao 34 tuổi vào, cắt bỏ tác vụ ôm biên nhận bóng sẽ giúp cho Di Maria đỡ hao mòn thể lực hơn. Nói chung, dù đã chính thức giành vé đi tiếp, nhưng cũng rất khó để có thể nói rằng các cầu thủ Argentina đã có được một chiến dịch World Cup tốt tính đến lúc này. Nếu không muốn nói họ là một nỗi thất vọng khi xét thuần khía cạnh chuyên môn, trận đấu với Ba Lan tiếp tục phơi bày ra những điểm yếu cố hữu của Argentina. Mặc cho những cố gắng thay đổi của Scaloni, đội bóng của ông vẫn chưa hoạt động được như ý muốn và vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của các khán giả. Có lẽ chỉ có duy nhất điểm trừ về khả năng liên kết các tuyến của Argentina là không xuất hiện.
không xuất hiện chứ không phải được cải thiện, bởi Ba Lan đã chủ động nhường thế trận và chọn thả rông các tiền vệ của Scaloni. Còn nếu như các bạn có thấy các đường xuống biên của Argentina có mượt mà, sắc nét hơn, thì đó là do đại bàng trắng đã chọn chủ động co hẹp đội hình, đánh đổi khoảng không ở biên để lấy quân số trong vòng cấm. Chúng ta hoàn toàn có thể vui vì, cuối cùng Argentina cũng đã xuống biên và phối hợp thành bàn rồi mà. Nhưng rõ ràng, làm việc theo kiểu thử 10 lần kiểu gì chả trúng một, rõ ràng không phải thứ mà chúng ta mong muốn. Các fan của La Albiceleste muốn một thứ bóng đá đa dạng hơn, mê hoặc hơn và tất nhiên là hiệu quả hơn. Chốt lại, các cầu thủ Argentina thêm một lần nữa chật vật vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup và rõ ràng những căn bệnh của họ đã lộ gần hết. Từ tuyến dưới, tuyến giữa cho đến tuyến đầu, mọi tuyến của Scaloni đều ít nhiều khiến cho các cổ động viên phải nhíu mày lo lắng. Tuy nhiên, nếu như bạn là một fan của Argentina không tin tưởng rằng chuyên môn sẽ quyết định tất cả, thì bạn hoàn toàn có một lý do để tin rằng Argentina sẽ tiến sầu. World Cup là một giải đấu mang tính thời điểm, và đôi khi ở World Cup hay Champions League, nhiều khi điểm rơi phong độ và khoảnh khắc mới là thứ quyết định kết cục của trận đấu. Và với Messi trong đội hình, những tình huống bóng mang nặng dấu ấn cá nhân của Leo hoàn toàn có thể trở thành thứ vũ khí kết liễu đối thủ. Bạn có nghĩ rằng khi qua được vòng đấu bảng, Argentina với Messi trong đội hình sẽ lầm lũi tiến bước, hay họ sẽ lại gây sốc và chịu ngã ngựa trước đội tuyển Australia? Hãy cho chúng mình biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thời lượng của video đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.